Máy này mình bị xe giọt nữa rồi. Đây là cục máy của ET155, có một tiếng kêu lạ. 3 ngày đã trôi qua, mình vẫn chưa tìm ra được bệnh của nó. Anh em có biết bị gì không? Chỉ tôi với. Đây là cụm cò trơn VVA, giá cực kỳ chát, đâu đó gần 2 triệu thì phải. Mà đánh cây thay, xe mà thiếu nhớt á là nó sẽ chết đầu tiên. Sơ hở một cái là đi ngay nửa tháng lương liền. Rồi ai cũng sẽ cũng trải qua kiếp nạn 82, đó là tam tai của đời mình. Kiểu như là y như rằng luôn, có một chiếc xe bị giọt thì toàn bộ những chiếc xe còn lại trong tiệm đều có vấn đề và phát sinh những bệnh khá là lạ. Không biết mấy anh em thợ có bị giống như tôi không? Có những cái lỗi mình tưởng chừng như là đơn giản, là ngon ăn, đến lúc bé vô thì gỡ không ra luôn. Ngán quá ngán anh em ơi, không thèm làm nữa. Ra chợ có mua một ít trái cây. Dạo gần đây có bở bê hai ông quá, kỹ năng đã không còn, tài năng lại càng không. Chỉ có hai ông mới kéo con lên nổi thôi. Chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Có khi nào mai ngủ dậy tự nhiên xe nó êm không ta? Thôi gạt bỏ qua một bên, đây là cách mình đã vượt qua những khó khăn trong công việc. Đây là ốc của một anh khách đã tặng cho mình. Anh em có biết mình đang làm món gì không? Ốc hương xào tỏi cháy bơ. Món này mà uống bia thì chỉ có say thôi. Nhìn có hấp dẫn không mấy anh em? Chính tay tôi làm hết nha. Qua đây mình cũng cảm ơn anh khách đã góp mồi cho team mình. Còn nữa, chưa hết đâu. Và không thể thiếu là chén muối ớt thần thánh, có 10 chai ớt cây xé lưỡi. Món thứ hai cũng đã lên sóng. Món này thì cũng chính tay mình làm luôn. Chỉ có điều là tôm đó cũng là của người ta. Thôi lỡ rồi, say hết hôm nay nữa thôi. Ngày mai hãy tính. Đây là thằng em, nó cũng là khách, nó cứ qua chơi suốt à. Riết cũng quen mặt, không có bữa nhậu nào là thiếu nó hết. Nó cũng là thằng nhỏ tuổi nhất, quan trọng hơn hết là nó có góp một thùng bia nên mới được ưu tiên. Tôm mà chấm muối thì còn gì bằng. Những cái lúc mà mệt mệt chán chán trong người, áp lực của công việc thì cũng đã có mấy anh em đến gỡ rối phụ, mà nhiều khi mình lại thấy rối hơn. Qua ngày hôm sau thì nó còn nhức đầu hơn, không phải vì mấy thanh niên này mà vì bia. Cảm ơn mấy anh em đã chọn theo dõi video này, một câu chuyện hết sức tào lao. Chúc mấy anh em luôn suôn sẻ trong cuộc sống, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Hẹn anh em vào một clip sau.